Anh đi qua phát anh thấy hình như đang có chương trình giảm giá laptop đến tận 5 triệu cơ. Thì anh quyết định mua laptop luôn. Thì em có thể giới thiệu cho anh một số các dòng laptop nữa không? Nhu cầu của anh hơi cao một tí. Hiện tại thì laptop bên em có khá là nhiều dòng, như là MSI, như là Acer, Acer, HP và cả Dell nữa. Và với các chế độ bảo hành thì bên đến từ 12 đến 24 tháng. Và có rất là nhiều các gói quà tặng khác nhau. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh từng mẫu laptop nhé. Được, được em ơi. Ở đây thì hiện tại chúng ta đang có Acer này. Ở đây thì có rất là nhiều dòng khác nhau, rất là nhiều mẫu khác nhau. Không biết anh là có nhu cầu tìm hiểu những mẫu nào, với màu sắc và cũng như là mức độ làm việc của mình làm sao? Anh muốn nó hỗn hợp cả đi. Em giới thiệu cho anh thêm các dòng lá khác đi. One hour later. Không biết là vừa rồi em đã giới thiệu qua cho anh rồi, không biết là anh có ưng một mẫu laptop nào không nhỉ? Tự nhiên anh nhìn một cái thứ khác nó hấp dẫn hơn cơ. Anh nhìn bộ PC này, bộ PC bên này như nào nhỉ? Anh thấy cái đống này nó phải hợp lý hơn đấy. Tức là 50 triệu anh bỏ ra là anh mua được hết cả màn hình, xong cả cái bộ đua xe này, các thứ đúng không? Cả loa đằng sau nữa đúng không? Cả loa luôn, thậm chí là cả bàn luôn. Có. Cả bàn luôn à? Được nhờ. Em có thể show cho anh biết là toàn bộ các linh kiện như nào không nhỉ? Toàn bộ linh kiện trong cái chỗ này thôi. Bên trong em nó có gì mang hết ra? Hình như là vừa đây anh chiều anh có nghe anh Hương đúng không? Thôi, anh thích là được. Toàn bộ những thứ này sẽ là của anh. Toàn bộ á? Mấy thứ? Một hay một hai hay ba? Thích thì có thể là cả ba. Nope. Rồi thì anh thấy nói chung là nó tương đối hợp lý đấy, rất nhiều. Nhưng mà anh đến đây anh mua laptop cơ, anh xem cho vui thôi. Có thể là cho anh quay lại chỗ laptop được không? Anh quay lại chỗ laptop được không? Anh quay lại chỗ laptop được không? Đấy, chiều nhất người tháo nguyên bộ PC ra mà cuối cùng lại chọn laptop các bác ạ. Thế mới thấy laptop tiện như thế nào. Và tiện thể thì với chương trình laptop sinh viên đang diễn ra, giảm ngay 3 triệu đồng cho các sản phẩm laptop, còn đắt nhất cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm 15 triệu đồng. Và ngoài ra thì còn vô vàn các giá trị giải thưởng khác, như là tặng ngay 200.000 cho học sinh sinh viên khi mua laptop hoặc nguyên bộ PC. Ngoài ra thì tặng thêm 1.000 phần quà cho các bạn học sinh đã đỗ cấp 3 như là chuột, áo, mũ lưỡi chai, ba lô để cùng đồng hành với các bạn trong năm học mới. Và đường link về các chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ngay phần mô tả video. Và đừng quên là qua ngay An Phát săn laptop sinh viên nhé.